Vinh nghe ok chưa? Sinh nhật tự nghiệp anh ạ. Em Vinh ơi, ok chưa? Cầm ok chưa? Ok. Tôi xin mời ạ. Như liên chào mừng mỗi đội bóng ra sân là lần thi đấu đầu tiên giải bóng đá Young Boys Cup miền Bắc 2023. Trước mắt chúng ta sẽ là bốn đội bóng: Ring Media, V Collect, FT Studio, X Collect. Và đây là bốn đội bóng sẽ ra sân ở lần thi đấu đầu tiên. Và chúng ta cùng chứng kiến bốn đội bóng sẽ thể hiện ra sao. Và đây là lần thi đấu đầu tiên trước khi chúng ta đến với buổi lễ khai mạc giải đấu. Và xin mời tất cả quý vị có mặt tại sân Nam Bình hãy dành cho bốn đội bóng một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Các đội viên truyền thông, đặc biệt các cổ động viên của các đội bóng đã có mặt tại sân và chúc cầu thủ chúng ta thi đấu công hiến hết play, có một buổi chiều thăng hoa với nhiều bàn thắng, nhiều trận cầu hay và đặc biệt chúng ta sẽ có rất nhiều những hình ảnh đẹp và những máy quay đã sẵn sàng để chúng ta ghi lại những khoảnh khắc. Nếu như ghi bàn thì đó là những điều tuyệt vời để chúng ta có thể đăng lên Facebook hay những ứng dụng mạng xã hội để có thể khoe với người yêu, với người thân, với bạn bè của mình. Và cho chúng tôi hỏi các cổ động viên của Ring Media các bạn đâu rồi? Chúng tôi gửi lời chào đến cổ động viên của Vicolet. Và chúng ta xin chào những cổ động viên đến từ Vicolet. Và chúng ta cùng chào đón FB Studio. Xin kính chào tất cả quý vị thân yêu của Kết Nối Bóng Đá. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì trận đấu đầu tiên tại giải bóng đá MMO Cúp Miền Bắc năm 2023 sẽ được diễn ra. Và tất cả các trận đấu trên giải bóng đá MMO Cúp Miền Bắc năm 2023 sẽ được livestream trực tiếp trên nền tảng Kết Nối Bóng Đá và fanpage giải bóng đá MMO Cúp năm 2023 Miền Bắc. Và ngày hôm nay trận đấu đầu tiên giữa câu lạc bộ LT Studio và câu lạc bộ S-Connect sẽ được diễn ra. Và trong hiệp 1 thì bên phía LT Studio họ sẽ ra sân với áo đỏ, quần đỏ và bảo vệ khung thành bên phía tay phải màn hình nhỏ quý vị. Và ngay bên phía S-Connect họ ra sân với áo xanh trắng và quần xanh trắng, họ bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn hình nhỏ quý vị. Và ngay bây giờ chúng ta cùng điểm qua đội hình của cả hai bên. Bên phía LT Studio họ ra sân với Trần Xuân Hưng, Phạm Văn Tuân, Vũ Thành Nam, Nhâm Quang Đạt, Đỗ Trung Kiên, Trần Quang Hoàn và Trần Xuân Sơn. Và bên phía S-Connect họ ra sân với thủ môn là Đào Đức Hiếu, Đặng Tất Đạt, Chu Thế Diễn, Lê Đức Anh, Phạm Tuấn Anh, Phạm Quốc Cường và đội trưởng Bàn Anh Tiến. Những phút đầu tiên thì bên phía LT Studio họ đang kiểm soát bóng nhằm thăm dò đối thủ, người đang có bóng. Người đang có bóng cho bóng vừa rồi của bên phía LT Studio đó là Trần Toàn Hoàng. Có thể thấy rằng là nền tảng kỹ thuật các cầu thủ bên phía LT họ đang là rất cao. Liên tiếp là những pha tranh chấp nóng ngay từ đầu của cả hai bên. Trong pháo bóng vừa rồi thì trọng tài đã cho rằng bên phía LT Studio đã có một pha tranh chấp có lỗi đối với cầu thủ bên phía S-Connect. Và người vừa bị phạm lỗi đó là Đặng Tất Đạt, cũng chính là Tất Đạt đứng trước quả đá phạt cho bên phía S-Connect. Pha khống bước một không tốt của Đức Anh. Quang Hoàn bóng trở lại quyền kiểm soát của bên phía LT Studio. Nhâm Quang Đạt, vẫn là Quang Hoàn. Quang Hoàn trong buổi chiều ngày hôm nay thì sẽ là trung vệ, người cầm nhịp chia bài, build up từ phía phần sân nhà của bên phía LT Studio. Phản công dành cho bên phía LT Studio, Trần Quang Hoàn phản công nguy hiểm.
Cơ hội đầu tiên dành cho bên phía LC Studio. Người vừa tung ra cú sút đó là Đỗ Trung Kiên. Bóng đang trong chân đội trưởng của bên phía S-Connect. Quang Hoàn đang thi đấu cực kỳ chững chạc và điềm đạm bên phía LT Studio. Nhâm Quang Đạt. Pha cày đè quá kinh nghiệm của Nhâm Quang Đạt. Anh đã khiến cầu thủ bên phía S-Connect phải phạm lỗi với anh trong tình huống bóng vừa rồi. Đó là chủ thể diễn. Vừa đứng trước pha đá phạt này dành cho bên phía LT. Đó là Trần Quang Hoàn. Quang Hoàn. Pha mù lại má ngoài của Quang Hoàn không thực sự chuẩn xác. Bóng đang trong chân các cầu thủ bên phía S-Connect. Vẫn là Quang Hoàn. Rất bình tĩnh. Pha nhấp nhứ vừa rồi là cầu thủ đá trong biên trái của bên phía LT. Nhưng pha đưa bóng cuối cùng của anh lại quá mạnh so với đà di chuyển của đồng đội. Thế diễn. Không hề có lỗi. Phản công dành cho bên phía S-Connect. Nhưng ngay lập tức là pha xuất tướng của thủ môn bên phía LT. Nhịp độ trận đấu chúng ta đã được đẩy lên rất cao sau những phút đầu tiên thăm dò cả hai bên. Cả bên phía LT lẫn S-Connect. Họ đang rất muốn có một bàn thắng đầu tiên để giải tỏa. Quan Hoàn. Pha tranh chấp trên không hợp lý. Đá biên dành cho bên phía LT. Thế Tuân. Không, đó là Văn Tuân. Vẫn là Văn Tuân. Số 7 của bên phía LT. Cặp đôi tiền vệ của bên phía S-Connect trong buổi chiều ngày hôm nay sẽ là Chu Thế Diễn và Lê Đức Anh. Và đôi cánh của họ sẽ là Tất Đạt và Tuấn Anh. Phản công. Pha đi bóng quá chậm của Nhâm Quang Đạt. Trong pha bóng vừa rồi thì hàng tiền vệ của bên phía S-Connect đã ập vào và phong tỏa pressing rất nhanh. Rất ít có sự hỗ trợ dành cho Nhâm Quang Đạt trong pha bóng vừa rồi. Pha cài đè bước một không tốt. Bóng vẫn còn trong sân. Trường Thọ. Không, trong bóng rồi đó là Vũ Thành Nam. Sẽ là đá biên dành cho bên phía LT Studio. Văn Tuấn. Đức Anh. Vẫn là Quang Hoàn. Quang Hoàn. Họ đã dâng lên rất cao để pressing tầm cao ngay phần sân của đối phương. Họ lấy tấn công làm phòng ngự, một triết lý rất Pep Guardiola. Nhưng bên phía S-Connect họ cũng đã phòng ngự phản công và chờ những tình huống bóng chuyển đổi trạng thái. Ở phía phần sân của mình thì đội trưởng vẫn đang đứng vững, phản công dành cho bên phía S-Connect.
Quang Hoàn. Quang Hoàn đá trung vệ thôi nhưng mà anh dâng lên rất cao để có thể chia bài cũng như phòng ngự từ xa. Vẫn là Quang Hoàn, rất bình tĩnh và nhịp nhàng. Xuống đáy rồi. Rất đáng tiếc là pha nhà lại của tiền đạo làm tường, đó là Trường Thọ, lại không hề tốt. Không, đó là Vũ Thành Nam chứ không phải Trường Thọ. Phản công dành cho bên phía Esconex. Vẫn là Đức Anh. Phá bóng rất dứt khoát của Văn Tuân. Có thể nói điểm sáng hiện tại của trận đấu đó là trung vệ Quang Hoàn của bên phía LT. Rất nhịp nhàng và điềm tĩnh. Nền tảng kỹ thuật cân bản của bên phía LT cũng như Trần Quang Hoàn đang khiến họ kiểm soát trận đấu tốt hơn. Nguy hiểm. Bóng vẫn còn trong sân. Nhâm Quang Đạt. Và đã có lỗi rồi. Chúng ta cùng xem lại pha sóng gió vừa rồi của khung thành bên phía Esconex và đôi cánh của bên phía LT. Đó là Nhâm Quang Đạt và Vũ Thành Nam. Liên tiếp là những pha đập nhả, trao đảo. Suýt chút nữa thôi thì Nhâm Quang Đạt đã thể tung ra một cú sút. Và đây là đá phạt Trần Quang Hoàn. Đá phạt không qua được hàng rào. Vẫn là Nhâm Quang Đạt. Sẽ là đá góc dành cho bên phía LT Studio. Xuân Sơn sẽ là người đá phạt góc dành cho bên phía LT. Xuân Sơn. Tuyến 2 đây là Trần Quang Hoàn. Và bước 1 quá dài của Quang Hoàn. Nhưng trong pha bóng vừa rồi thì cầu thủ của bên phía vào bóng rất thô đối với Quang Hoàn. Quang Hoàn đang phải cần sự chăm sóc các ít. Sẽ là một pha tổ chức đá phạt tiếp theo của bên phía LT. Đối chiếu bóng đang là Xuân Sơn và Quang Hoàn. Xuân Sơn. Chậm rồi. Vẫn là Xuân Sơn. Văn Tuân. Và đưa bóng vào. Không có gì là quá nguy hiểm của Văn Tuân cả. Trong phóng vừa rồi thì người làm tường đó là tiền đạo Vũ Thành Nam của bên phía LT. Không có một pha bước một thật tốt. Văn Tuân. Pha phòng rất dứt khoát của Văn Tuân. Xuân Sơn. Quang Hoàn. Liên tiếp là những pha sút xa của Quang Hoàn. Các cầu thủ bên phía LT họ đang rất vội rồi. Tỷ số trận đấu vẫn chưa có. LT họ đang rất muốn cụ thể hóa những cơ hội của mình thành một bàn thắng. Xuân Sơn. Quá kỹ thuật. Xuân Sơn. Và đã có lỗi rồi. Quang Hoàn. Nhâm Quang Đạt. Rất bình tĩnh. Người có pha xử lý vừa rồi là Chu Thế Diễn. Quang Hoàn. Trong pha bóng vừa rồi thì có vẻ như cánh tay thừa của Quang Hoàn. Cánh tay thừa của Quang Hoàn đã có pha phạm lỗi đối với cầu thủ bên phía Esconex. Và ngay lập tức thẻ vàng đầu tiên của trận đấu đã dành cho bên phía Quang Hoàn, ngôi sao của bên phía LT. Khi mà chưa cụ thể hóa những cơ hội, những cú sút của mình, ngay lập tức anh đã phải nhận một chiếc thẻ vàng từ bên phía trọng tài chính chúng ta. Với một cánh tay thừa của mình,
Quang Hoàn, Xuân Sơn. Sau những ít phút mà dồn ép bên phía LT liên tục thì ngay bây giờ LT họ đang tổ chức chơi chậm lại khi mà nhận thấy rằng không thể tìm kiếm bàn thắng. Họ đang đá chậm lại và nhường thế trận dành cho bên phía S-Connect. Có thể tìm kiếm cơ hội rõ ràng hơn để cho trận đấu. Quang Ngoan. Nguy hiểm. Pha không bóng không tốt vừa rồi của Nhâm Quang Đạt. Pha đưa bóng lên là cực kỳ vừa tầm của Quang Hoàn, nhưng pha không bóng của Quang Đạt lại không hề tốt. Phút 12 để vào. Quang Hoàn, Xuân Sơn, quá kỹ thuật. Nhìn tổ của bên phía LT họ thi đấu, có vẻ như họ thi đấu với nhau rất nhiều năm rồi. Quang Hoàn vẫn là một pha che chắn cài đè hợp lý của Quang Hoàn. Đá biên để cho bên phía S-Connect. Quang Hoàn và chuyền bóng dài của Quang Hoàn dành cho Xuân Sơn. Bóng vẫn còn trong sân. Thành Nam. Thành Nam có thể hình là cực kỳ lý tưởng với những pha cài đè của mình. Quá rườm rà pha thiếu của Thành Nam. Sút bóng. Pha sút bóng đầu tiên của bên phía S-Connect. Suýt chút nữa rồi. Trắng tay 10 anh ơi. Suýt chút nữa đã có thể khai đồng trái với tắt dành cho bên phía S-Connect. Người vừa tung ra cú sút đó là số 8 Đức Anh. Và ngay lập tức bên phía S-Connect họ có sự thay đổi mặt nhân sự của mình. Số 10 ra sân, Tuấn Anh ra sân và người vào sân đó là mặc số áo 83 Minh Quân. Và đá phạt góc quá cao của Đặng Tất Đạt. Cùng giờ thi đấu với chúng ta là các lượt trận của giải đấu VCS tranh cúp Hyundai được Việt Football tổ chức. Giải đấu quy tụ khá nhiều đội bóng phủi nổi tiếng của bên phía miền Bắc. Văn Tuân. Văn Tuân. Và sút bóng đi bóng vừa rồi là của Văn Tuân. Nếu như cánh phải Xuân Sơn với kỹ thuật, với sự nhanh nhạy của mình thì bên phía cánh trái của bên phía LT, Văn Tuân đối với sự chắc chắn. Nhưng nguy hiểm. Rất đáng tiếc trong tình huống vừa rồi. Người vừa có một pha sút bóng tạch cơ. Đó là Trung Kiên che chắn bóng. Vẫn còn trong sân. Văn Tuân. Sẽ là một pha đá biên dành cho bên phía S-Connect. Minh Quân. Pha trong biên đã bị bắt bài. Vẫn là sự xuất sắc của trung vệ Quang Hoàn. Phản công dành cho bên phía LT. Thành Nam cần nhiều sự hỗ trợ hơn cho Thành Nam trong pha bóng vừa rồi. Quá khó dành cho Thành Nam khi mà xung quanh Thành Nam là 3 đến 4 cái bóng áo trắng xanh. Văn Tuân. Pha đá phạt biên như đánh đố của Văn Tuân dành cho Thành Nam. Quá bình tĩnh và kỹ thuật. Vẫn là những pha xử lý của biên phải dành cho bên phía LT đó Xuân Sơn. Văn Tuân rất dứt khoát. Không hề có lỗi. Phản công dành cho bên phía
Connect, Thành Nam, Xuân Sơn. Yêu thì họ quá bình tĩnh, thoát passing. Thành Nam. Tiếp tục sẽ là đá biên dành cho bên phía LT. Quang Hoàn, Văn Quân. Nếu như ở phần sân nhà của mình bên phía LT, họ đang tổ chức build up rất tốt, nhưng những pha dứt điểm cuối cùng, những pha chuyển trạng thái, những pha bóng cuối cùng của bên phía LT lên phần sân đối phương lại tỏ ra cực kỳ là vô duyên. Văn Tuân. Đúng rồi. Sút bóng. Thấy người. Và tiếp tục là sự thay đổi dành cho bên phía S-Connect. Người ra sân đó là Lê Đức Anh, và người vào sân đó là Hữu Bằng. Quang Hoàn. Bên phía ngoài đường bít thì bên phía LT có vẻ như họ cũng có sự thay đổi mặt nhân sự của mình. Thành Nam. Rất khó cái này của Thành Nam. Và về kỹ thuật tỏ ra quá yếu thế những phạt. Và bên phía LT, Văn Tuân sẽ là người được cho ra nghỉ. Và người vào sân đó là Cao Anh Tú. Pha sút bóng thẳng vào ngực của Quang Hoàn. Cầu thủ đang nằm sân của bên phía S-Connect đó là Chu Thế Diễn. Thời tiết trong buổi chiều ngày hôm nay tại sân vận động An Bình không nóng quá nhưng cũng không mát mẻ quá. Thành Nam đã phải lùi về rất sâu. Thành Nam. Bên phía LT họ đang cần nhiều hơn những pha phất bóng dài khi mà không thể tìm được đường đến khung thành của bên phía S-Connect. Xuân Sơn, bóng vẫn còn trong sân. Lại lắc rồi, vẫn là Xuân Sơn. Quang Hoàn rất bình tĩnh. Xuân Sơn sút bóng nguy hiểm. Thành Nam. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng khai đồng thế bế tắc vừa rồi của bên phía LT sau hàng loạt những cơ hội mà họ bỏ lỡ. Và người ghi tên mình trên bảng tỷ số của bên phía LT mở tài khoản đó là Thành Nam. Những cơ hội lần lượt trôi qua thì LT họ lập tức đã chuyển hóa bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Xuân Sơn, vẫn là Xuân Sơn. Quang Hoàn rất bình tĩnh. Xuân Sơn đang có vẻ quá tự tin vào kỹ thuật cá nhân của mình. Hữu Bằng.
Cầu thủ vừa vào sân của bên phía Esconex Hữu Bằng, họ đã dội gáo nước lạnh lên sự tự tin của các thủ bên phía LT. Sự chủ quan của các thủ bên phía LT đã phải trả giá. Nhâm Quang Đạt, Xuân Sơn quá tự tin vào nền tảng kỹ thuật của mình. Trong pha vừa rồi anh đã bỏ vị trí phòng ngự. Hữu Bằng, cầu thủ vào sân của bên phía Esconex. Anh vừa rồi đã có một pha đi bóng và pha đặt lòng cực kỳ căn bản. Gáo nước lạnh đầu tiên và câu trả lời của bên phía Esconex dành cho LT. Họ không cần quá nhiều cơ hội, họ không cần quá nhiều sự hãm thành. Phản công dành cho bên phía Esconex. Pha phòng lên rất tốt của thủ môn bên phía Esconex. Hữu Bằng, vẫn là Hữu Bằng. Pha sút bóng tiếp theo vừa rồi là của Chu Thế Diễn. Xuân Sơn, ngáo nước lạnh mang tên Hữu Bằng dội lên các cầu thủ bên phía LT và hy vọng rằng các cầu thủ LT họ sẽ thi đấu tập trung hơn và bớt chủ quan hơn. Đối thủ của họ cũng là một trong những đội bóng cứng cựa và rất cứng đầu. Thành Nam, đây là Xuân Sơn, vẫn là Xuân Sơn. Nhâm Quang Đạt, Quốc Cường, Đạt Đặng rất bình tĩnh. Chu Thế Diễn, một mình Chu Thế Diễn tả xung hữu đột. Quang Hoàn rất kỹ thuật, vẫn là Quang Hoàn. Đá biên dành cho các thủ bên phía Esconex. Vừa rồi người có pha bóng đó là Quang Hoàn. Bàn Anh Tiến, bóng trở lại kiểm soát của bên phía Esconex. Những đôi chân của bên phía Esconex bắt đầu nhảy múa rồi. Bàn thắng quân bằng tỷ số đã khiến tâm lý các cầu thủ bên phía Esconex tỏ ra thoải mái hơn rất nhiều. Họ bắt đầu nhảy múa. Chú Thế Diễn, vẫn là Thế Diễn. Thế Diễn, phản công dành cho bên phía LT. Pha đánh chặn vừa rồi là còn Bàn Anh Tiến. Bên phía LT lẫn Esconex đang xuống là khi mà họ luôn luôn phải phòng ngự, phản công và chuyển đổi trạng thái liên tục. Có tới hai sự thay đổi người của cả hai bên. Người ra sân là Chu Thế Diễn. Trận đấu chúng ta vẫn đang được diễn ra. Hữu Bằng, Bàn Anh Tiến rất bình tĩnh. Pha
pha phất bóng quá thừa lực của Quang Hoàn dành cho Nhâm Quang Đạt. Xuân Sơn. Có vẻ như Xuân Sơn đã đổi biên rồi. Quang Hoàn. Pha vào bóng cực kỳ dũng mãnh của Quang Hoàn nhưng không thừa những pha tiêu xảo của Quang Hoàn. Đá biên dành cho bên phía S-Connect. Xuân Sơn rất bình tĩnh. Thành Nam. Bước một quá lởm của Thành Nam. Từ đầu trận đến giờ, ngoài bàn thắng mở tỷ số khai đồng thế bế tắc của Thành Nam, hầu hết những pha đỡ bước một của Thành Nam đang tỏ ra cực kỳ vô duyên. Đá phạt lên dành cho bên phía S-Connect. Thất Đạt. Quang Hoàn che chắn bóng cực kỳ điệu nghệ. Nền tảng thể lực không đảm bảo dẫn đến những đường truyền cuối cùng các cầu thủ bên phía LT, họ đang dần dần mất đi sự chính xác của mình. Hữu Bằng và đảo người không qua Xuân Sơn. Và như vậy hiệp 1 chúng ta đã được kết thúc. Tỷ số ở hiệp 1 hiện tại đang là 1-1. Một trong những hiệp đấu điều tốn khá nhiều thể lực của cả hai bên, khi mà cả LT lẫn S-Connect họ luôn luôn chuyển đổi trạng thái và đẩy nhịp độ đẩy lên liên tục. Xin kính mời quý vị chúng ta cùng nghỉ ngơi trong giây lát và cùng đến với hiệp 2 sau ít phút nữa.
Xin kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng trở lại với trận đấu hiệp đấu thứ hai, trận đấu vòng 1 đầu tiên của giải bóng đá MMO Cúp miền Bắc năm 2023 giữa hai câu lạc bộ LT Studio và bên phía S-Connect. Trong hiệp 1 có tận 2 bàn thắng chia đều dành cho cả hai bên. Nếu như bên phía LT họ có bàn thắng khai thông thế bế tắc của Vũ Thành Nam, thì bên phía Hữu Bằng sự tỏa sáng cầu thủ được tung vào sân. Bên phía ban huấn luyện của S-Connect họ tỏ ra khá mất tay với những pha thay đổi nhân sự của mình. Bàn Anh Tiến. Có vẻ như trong hiệp 2 bên phía S-Connect họ tung hàng loạt những sự thay đổi mặt nhân sự của mình. Hồng Duy cũng sẽ được tung vào sân. Nguy hiểm. Bóng cắt ngang qua khung thành của thủ môn bên phía LT. Và tất cả các trận đấu chúng ta tại giải bóng đá MMO sẽ được livestream. Và được phát trực tiếp trên các nền tảng như Kết nối bóng đá và fanpage của giải bóng đá MMO Cup miền Bắc năm 2023. Đá biên dành cho bên phía LT. Tiếp tục sẽ là phạt góc dành cho bên phía LT. Đứng trước bóng đang là Nhâm Quang Đạt. Nguy hiểm. Tiếp tục là những pha bóng cắt ngang qua khung thành của thủ môn bên phía S-Connect. Kịch bản có vẻ vẫn giống như những hiệp 1, những phút đầu. LT vẫn là người ép sân, vẫn là những cơ hội mà họ mang đến. Đấy là Hữu Bằng. Và bước 1 quá dẻo của Hữu Bằng. Nhân tố bí ẩn mang tên Hữu Bằng của bên phía S-Connect, người rất có thể sẽ khiến hàng tứ vệ của bên phía LT nguy hiểm. Hữu Bằng. Trong vòng ít phút thôi thì Hữu Bằng liên tiếp tung ra hai cú sút. Bàn Anh Tiến. Vẫn là những pha phòng ngự cực kỳ chắc chắn của bàn Anh Tiến. Quang Hoàn. Trái ngược. Trái ngược với sự hào hoa, kỹ thuật của Trần Quang Hoàn bên phía LT, thì đội trưởng của bên phía S-Connect đó là bàn Anh Tiến. Sự chắc chắn, sự chắc chắn, sự mạnh mẽ luôn luôn được bàn Anh Tiến đặt lên hàng đầu. Đội trưởng của bên phía S-Connect là điểm tựa vững chắc của hàng tứ vệ bên phía S-Connect. Quang Đạt. Pha bóng có lỗi vừa rồi của Tất Đạt đối với Nhâm Quang Đạt bên phía LT sẽ là một pha đá phạt trực diện với khung thành dành cho bên phía LT. Đứng trước bóng hiện tại đang là Quang Hoàn, Nhâm Quang Đạt và Xuân Sơn. Họ tổ chức đá phạt như thế nào đây? Xuân Sơn. Quá khó. Pha đá phạt quá khó hiểu của ba cầu thủ bên phía LT. Suýt chút nữa thôi. Suýt chút nữa thì nếu như trong bóng vừa rồi Đặng Tất Đạt bên phía S-Connect anh cướp được bóng sẽ là một pha phản công cực kỳ nguy hiểm dành cho bên phía S-Connect. Quang Hoàn. Pha sút bóng thẳng của Quang Hoàn
Tuấn Đạt. Pha mất bóng cực kỳ chắc tay của thủ môn bên phía S-Connect. Thủ môn bên phía S-Connect với cặp kính rất thư sinh, nhưng những pha bắt bóng của anh là cực kỳ chắc chắn và điềm tĩnh. Đức Hiếu, Nhâm Quang Đạt, vẫn là Nhâm Quang Đạt, chạy chắn bóng cực kỳ khéo léo. Trong pha bóng vừa rồi, người đeo ba lô Nhâm Quang Đạt đó là Đặng Tất Đạt, Song Đạt đang chiến đấu với nhau. Tiếp tục sẽ đá phạt dành cho bên phía LT. Đối chiếu bóng đang là Xuân Sơn. Phạt góc tiếp theo để cho bên phía đội bóng áo đỏ. Người phất bóng lên đó là Hồng Duy. Vừa rồi đóng một pha bóng cao trần của Tống Ngọc Tú của bên phía LT. Đá phạt lên dành cho bên phía S-Connect. Sẽ là một pha phạt góc dành cho bên phía S-Connect. Trung vệ Quang Hoàn, anh đang hô hào anh em, các cầu thủ đồng đội của mình. Phạt góc dành cho bên phía S-Connect. Tiếp theo sẽ là đá biên dành cho bên phía LT. Thành Nam, Ngọc Tú, Hữu Bằng, rất bình tĩnh và khéo léo. Đây là Thành Nam, Nhâm Quang Đạt. Tiếp tục là phạt góc dành cho bên phía đội bóng áo đỏ. Chiếc bóng đang là Nhâm Quang Đạt. Xuân Sơn sút bóng quá nguy hiểm. Đá biên tiếp theo dành cho bên phía S-Connect. Trong buổi tối ngày hôm qua thì xin chúc mừng các fan của MU, họ được ra khỏi hang rồi với bàn thắng quý như vàng của Bruno Fernandes, đã giúp toàn bộ các fan MU ra khỏi hang. Và trận đấu muộn màng trong buổi tối ngày hôm qua giữa Newcastle và Arsenal, một bàn thắng cực kỳ gây tranh cãi của Miguel Amiron. Đã giúp Chick Trẻ giành chiến thắng cho câu lạc bộ Arsenal. Và chúng ta cùng trở lại với trận đấu. Đá biên dành cho bên phía S-Connect. Đứng chơi bóng đó là Tất Đạt. Vẫn là sự chắc chắn, mạnh mẽ của Bàn Anh Tiến, người đội trưởng, mẫu mực của bên phía S-Connect. Không hề màu mè, không hề hào nhoáng như Trần Quang Hoàn, nhưng Bàn Anh Tiến, anh luôn cực kỳ mạnh mẽ và chắc chắn. Anh Tiến, nền tảng thế lực là điều mà bên phía LT lẫn S-Connect họ quyết.
Pha thi đấu cực kỳ tập trung của thủ môn Đức Hiếu. Trong phòng rồi, Đức Hiếu là thi đấu cực kỳ tập trung. Và có vẻ như thủ môn của bên phía Esconex đang gặp vấn đề với cổ chân rồi. Thủ môn Đức Hiếu của bên phía Esconex vẫn đang cần sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Và trận đấu chúng ta vẫn chưa thể tiếp tục được diễn ra. Văn Tuân. Và có vẻ như theo luật thể thức thi đấu của Euro Cup năm 2023 thì các cầu thủ được thay ra sẽ được vào sân và không hề thay ra và lập vào. Đó là thể thức thi đấu của giải đấu Euro Cup năm 2023. Vẫn là những pha chạy chấp của bên phía Esconex. Pha đánh gót quá điệu. Người tung ra cú sút vừa rồi đó là Hồng Duy của bên phía Esconex. Suýt chút nữa thôi thì pha sút bóng hướng tới cột 2 của Hồng Duy. Bóng hướng tới của Minh Quân. Tất đạt. Sút bóng. Và quăng bóng, sút bóng quá mạnh. Rất mạnh vừa rồi là của Quốc Cường. Tất đạt. Rất bất ngờ. Trong ít phút vừa qua thôi, Esconex mới là đội bóng đang có nhiều cú sút hơn về phía khung thành của thủ môn bên phía LT. Thể lực các cầu thủ bên phía LT có vẻ là xuống rất nhanh. Họ không giữ được những thế trận của mình nữa rồi. Tất đạt. Đưa bóng vào. Nguy hiểm. Rất lập bập và nguy hiểm trước khung thành của bên phía LT. Nhưng rất may mắn cho họ là vẫn chưa thể có một bàn thắng nào dành cho bên phía Esconex. Văn Tuấn. Quân ơi. Bên phía Esconex họ sự thay đổi mặt nhân sự của mình. Minh Quân sẽ được người được cho ra nghỉ. Và có vẻ như ban huấn luyện của bên phía Esconex, họ sẽ tung một tiền đạo có thể hình và có sự cày đè của mình nhằm tìm tới những pha bóng bổng nhiều hơn. Họ đang muốn chơi tất tay rồi. Người vào sân đó là số áo 21 Tiến Trung. Rất có thể trong ít phút tới thôi thì sẽ ra rất nhiều những pha nhồi bóng, những pha bóng dài của bên phía Esconex, khi mà Tiến Trung, cầu thủ có thể hình và thể trạng là cực kỳ cao to,
Văn Tuấn! Rất khó hiểu về cơ hội bỏ lỡ vừa rồi của Văn Tuấn. Có rất nhiều sự lựa chọn dành cho Văn Tuấn trong bóng vừa rồi, nhưng anh lại sự lựa chọn là đá ra ngoài. Và bên phía sân 1, Vietconnect họ đang thua Rin Media với tỷ số là 3-0. Bàn Anh Tiến tiếp tục là bóng dài. Bắt đầu là những pha phả hơi nóng vào gáy của Trần Quang Hoàn. Bàn Anh Tiến thi đấu cực kỳ bình tĩnh. Phản công dành cho bên phía S-Connect. Xuân Sơn. Vẫn là Xuân Sơn. Xoay trở khéo léo. Quá rườm rà. Quá rườm rà pha xử lý của Xuân Sơn. Anh phải đá nhanh hơn, phối hợp nhanh hơn với các đồng đội của mình. Xuân Sơn đang cầm bóng rất nhiều. Đá đến phút 70, 80 như hiện tại mà đòi hỏi các đồng đội của mình vẫn phải di chuyển thì chỉ có HBL rồi Xuân Sơn ạ. Vẫn là sự chắc chắn của bàn Anh Tiến. Văn Tuấn. Vẫn là Văn Tuấn người tung ra cú sút cuối cùng của bên phía LT. Trận đấu chúng ta đã diễn ra sau khoảng gần 20 phút rồi. Trong hiệp 2 vẫn chưa thể có một bàn thắng nào. Nhâm Quang Đạt, Thành Nam. Thành Nam trong buổi chiều ngày hôm nay có vẻ cảm giác bóng của anh là không hề tốt. Liên tiếp là những pha làm tường, cũng như pha bước một không tốt của Thành Nam. Nguy hiểm. Vẫn là những pha bóng dài hướng tới vị trí của tiền đạo Tiến Trung bên phía S-Connect. Hữu Bằng. Nhâm Quang Đạt, Xuân Sơn. Quá rườm rà. Xuân Sơn quá tự tin. Tiến Trung làm gì? Hữu Bằng sút bóng. Bóng tìm đến giả ngang. Vẫn là Tiến Trung. Chúng ta cùng nhìn lại tình huống hãm hiếp khung thành của bên phía S-Connect. Sự chủ quan của Xuân Sơn luôn luôn tiềm tàng sự nguy hiểm dành cho các thủ bên phía LT. Xuân Sơn quá tự tin vào nền tảng kỹ thuật của mình. Phút 75 rồi Xuân Sơn ạ. Thể lực không đảm bảo nữa đâu. Nếu như cứ chủ quan thì rất có thể đòn hồi mã thương sẽ dành cho bên phía LT. Họ phải hối hận. Người vừa có một pha sút bóng chạm sang ngang đó là Hồng Duy. Quang Hoàn. Trong hiệp 2 thì nền tảng thể lực của Quang Hoàn đã không đảm bảo nữa rồi. Anh đã không dám lên tấn công thật nhiều nữa. Hồng Duy sẽ là người được cho ra nghỉ và vào sân tiếp tục. Đó là chủ thế diễn.
Tiến Trung, bước 1 là rất dẻo, vẫn là Tiến Trung. Cày đè vào bước 1 cực kỳ khó chịu. Tất đạt. Hiếu Bằng. Quang Hoàn. Sẽ chỉ là một pha đá bên lên dành cho bên phía ELT. Đội trước bóng đang là Nhâm Quang Đạt. Xuân Sơn. Quang Hoàn. Xuân Sơn. Tình bóng nguy hiểm, xuống đáy rồi. Làm gì? Xuống đáy nhưng trả lại là cực kỳ lầm. Nguy hiểm. Văn Tuấn. Đây là Hữu Bằng. Vẫn là sự kinh nghiệm che chắn khéo léo của Quang Hoàn. Quang Hoàn. Phản công dành cho bên phía Esconic. Làm gì? Người vừa tung ra cú sút đó là Quốc Cường. Nhâm Quang Đạt phản công dành cho bên phía LT. Vẫn là Nhâm Quang Đạt. Quang Hoàn. Văn Tuân đang chờ sự chuyển đồng đội mình. Cao Anh Tú. Xuân Sơn. Nguy hiểm. Và bàn thắng dành cho bên phía LT. Tài ơi, thắng người, Tài ơi. Tài đây rồi. Kịch bản lại lặp lại giống như hiệp 1. LT họ lại vươn lên dẫn trước. Và người điền tên mình liên bằng tỷ số đó là Nhâm Quang Đạt, một trong những tiền vệ của bên phía LT. Trọng tài. Liên tiếp là sự thay đổi nhân sự của cả hai bên. Khi mà bên phía LT họ sẽ thay thế vào những cầu thủ để giữ tỷ số. Anh ơi, anh gọi số 14 bên đội mình rồi anh ạ. Trọng ơi, tháo bông tai ra. Cố lên. Sau hàng tá những cơ hội mà bên phía LT họ bỏ lỡ, họ tiếp tục là người vươn lên. Và phối hợp GQKK cực kỳ tốt của bên phía LT. Và người chuyển hóa đó thành bàn thắng dành cho bên phía LT, đó là Nhâm Quang Đạt. Và bây giờ S-Connect họ đang dồn tất cả lực lượng của mình lên phần sân đối phương để nhằm tìm kiếm bàn quân bằng tỷ số tiếp theo. 1, 2. Thở đi.
18 thay 7 anh ơi. Sao đi anh ơi? Dạ, mình đăng ký trước đây anh. Không, anh đăng ký xong anh vào đi. Phạt góc dành cho bên phía LT. Được chơi bóng đây là Nhân Quan Đạt. Một trong những tiền vệ quan trọng không kém của bên phía đội bóng áo đỏ. Nhân Quang Đạt và đưa bóng vào quá mạnh so với đà di chuyển đồng đội mình. Hất bóng lên dành cho bên phía S-Connect. Rồi là pha phạm lỗi của Thành Nam. Và bên phía ban huấn luyện của Esconic, họ đang yêu cầu nhiều hơn một chiếc thẻ vàng dành cho Thành Nam trong bóng vừa rồi. Cường và pha bóng an toàn của Xuân Sơn. Đây là bàn đánh tiến. Pha chuyền bóng quá mạnh của Chu Thế Diễn. Thủ môn của bên phía LT họ đang nằm sân. Có vẻ như anh đang gặp vấn đề về cơ bụng. Sơn. Nhâm Quang Đạt. Chu Thế Diễn phản công dành cho bên Lê Quốc Cường. Quá đáng tiếc. Và chuyển đổi trạng thái vừa rồi dành cho bên phía Esconic. Thời gian càng trôi về cuối trận thì những cố gắng của bên phía Esconic đang dường như họ đang nỗ lực hơn rất nhiều. Nguy hiểm. Pha băng cắt đánh đầu vừa rồi. Người pha băng cắt vừa rồi là số 18 Tống Ngọc Tú. Xuân Sơn. Quốc Cường đưa bóng vào. Bóng tiếp tục cắt ngang con thành của thủ môn bên phía LT. Người chiến thắng trong vòng cuối cùng. Ba pha dứt điểm liên tiếp các cầu thủ bên phía LT. Những Đức Hiếu với sự mạnh mẽ bản lĩnh của mình và phản xạ cực kỳ xuất sắc đã giúp khung thành của bên phía Esconic đứng vững trong vòng vừa rồi. Thủ môn của bên phía Esconic
đang phải nằm sân. Và thời gian thi đấu chính thức của chúng ta đã hết rồi. Còn rất ít phút, ít ỏi cho những cố gắng của các cầu thủ bên phía S-Connect nhằm tìm kiếm bàn thắng quân bằng tỷ số. Sớm đi anh! Sớm đi! Và trận đấu chúng ta sẽ có 2 phút bù giờ. 2 phút cho những cố gắng các cầu thủ bên phía S-Connect. Với LT, phá bóng càng xa càng tốt. Quốc Cường, Xuân Sơn. Quang Hoàn. Bàn anh Tiến. Chu Tiến Dũng. Xuân Sơn. Và đi bóng rất tốt của Xuân Sơn. Đức Anh. Các cầu thủ bên phía LT họ đang làm tất cả. Họ làm tất cả để bảo vệ tỷ số cách biệt mong manh của mình. Quốc Cường. Vẫn là Quốc Cường. Chu thì Chu Thế Diễn. Quốc Cường không qua nổi Xuân Sơn. Trận đấu chúng ta đang tính bằng giây rồi. Lê Đức Anh. Bóng vẫn chưa thể lên phần sân của bên phía LT. Vẫn là Đức Anh. Không để Chu Thế Diễn. Bên các cầu thủ bên phía LT họ đang quay rất rát. Sút bóng. Nhâm Quang Đạt. Và như vậy trận đấu chúng ta đã được kết thúc. 1 trận đấu cực kỳ gay cấn tại vòng đấu mở màn của giải bóng đá AFF Cup trong buổi chiều ngày hôm nay. Và người chiến thắng cuối cùng đó là LT Studio với bàn thắng quý hơn vàng của Nhâm Quang Đạt. Và tỷ số cuối cùng của trận đấu là 2-1 nghiêng về bên phía LT Studio. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi trận đấu giữa LT Studio và S-Connect tại các fanpage như giải bóng đá AFF Cup miền Bắc năm 2023 và trên nền tảng Kết Nối Bóng Đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong trận đấu tiếp theo. Anh ơi, lãnh đội ơi, đội kiểm tra ký biên bản cho em nhá.